anh học cái nghề này là từ cha của anh. Cha của anh là từ học từ ông nội của anh. Có thuốc của thuốc thuốc lá các bạn. Chắc là mọi người hay thấy rắn hô mang nhảy ở trên TV, kiểu như là điều khiển rắn bằng thổi sáo, điều khiển rắn rất là điêu luyện. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến đó để cho các bạn xem rắn hô mang nó nhảy như thế nào và người ta điều khiển rắn hổ mang như thế nào ha. Bây giờ thì đi thôi. Và bây giờ, I'm from Vietnam. Có một anh điều khiển rắn hổ mang nhảy bằng tiếng nhạc thứ sáu các bạn. Thì bây giờ hãy xem thử anh điều khiển rắn như thế nào ha. How are you? This is Cobra. Cobra. Trong này là rắn hổ mang các bạn. Rắn hổ mang là trong cái lồng này. Anh chỉ ngồi đợi thôi, anh không thể nào anh thổi hết cả ngày được. Nhưng mà mình đi ngang qua, mình thấy cái lồng như thế này, với lại cái mùi tanh tanh nữa. Mình thấy cái lồng như thế này là biết rắn hô mang bên trong này rồi. Là bây giờ thì để xem ảnh thổi sáo anh điều khiển rắn như thế nào ha. Anh học cái nghề này là từ cha của ảnh. Cha của ảnh là từ học từ ông nội của ảnh. Và đây là giống như là nghề gia truyền thôi các bạn. Còn hiện tại thì anh không có con trai nên là anh không có truyền lại cho con trai anh được. Anh chỉ là ba đứa con gái thôi, anh không truyền lại được. Đây là cái sáo, anh sẽ dùng cái sáo này, anh sẽ thổi để điều khiển rắn. Anh làm nghề này được 30 năm rồi các bạn. Kiểu như anh tập từ nhỏ luôn rồi, điều khiển rắn các bạn. Và phải nói là cực kỳ điêu luyện rồi. Và để xem thử rắn nó như thế nào bây giờ, mình phải xem rắn trước. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem anh điều khiển rắn như thế nào ha. Rắn hô mang thì được đựng ở trong cái lồng này. Ok, bây giờ thì đây là rắn này các bạn. Bây giờ anh sẽ thổi luôn. Bây giờ anh sẽ mở nắp ra và anh thổi luôn cho rắn nó bò ra luôn. Rắn nó ở trong này nè các bạn. Ôi trời, có hai cái hộp. Hai cái hộp này là đều có rắn trong này. Wow. Nãy giờ không có ai hết, nhưng mà bây giờ thì hiện tại mọi người đang tập trung lại để xem nhảy rắn rồi các bạn. Hiện tại anh đang điều khiển rắn đi bò vào bên trong các bạn. Anh có thể điều khiển rắn để cho nó bò ra ngoài và điều khiển rắn để bò vào trong. Rất ấn tượng các bạn.
Wow, hai con, một con đen, một con trắng. Thế ớn thiệt các bạn. Ok, thank you. Wow, 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 anh đậy lại kìa, nó mổ kìa. Wow, 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 wow. Xem coi, xem coi. Wow. Wow. Thank you very much. How many crop do you have? I have 4 con. Ở nhà là 4 con. And here 2 is 6. Có nghĩa là ở nhà là anh có 4 con, ở đây 2 con nữa, là anh có 6 con rắn hổ mang. Ấn chưa? Nhà nuôi. Ấn chưa? Anh làm nghề này là 30 năm rồi. Đây là cái sáo anh sẽ thổi để anh điều khiển rắn các bạn. Điều khiển rắn nha. Cái sáo này nó có mấy cái lỗ như thế này nè. Sau đó là nó có một cái bầu, bầu như thế này. Rồi một cái lỗ để tạo âm thanh các bạn. Music. Cái này là nhạc rắn nha. Phải như vậy thì nó mới tạo ra được cái âm thanh mà đúng cái tần số thì mới điều khiển rắn này được các bạn. For the for crop bag, how long you need to take food for this crop bag? This crop bag is 3 days one time. Con rắn này là 3 ngày ăn một lần. What kind of food? Chicken. Con rắn này ăn gà. Eggs. Eggs. Yeah. Ăn gà và ăn trứng. Con rắn hổ mang này là ăn gà và ăn trứng. Thì 3 ngày mới ăn một lần. For example, this crop bar, how many years old? This my catch 1 month in the jungle, my catch. Wow, con rắn này mới bắt ở trong rừng. 1 month, only 1 month. My keep it 3 months, 4 months, 6 months keep it after leave in the jungle. Why you leave it into the jungle? Very tame for them. Tame, no here. Like this, in the box. I come in, Nemo come in. Wow, bạn thấy hay chưa? Ở đây có rất là nhiều thứ nó là hay nha các bạn. Có nghĩa là con rắn này là anh mới bắt ở trong rừng 1 tháng trước thôi nha. 1 tháng trước mà anh đã bắt ở trong rừng, anh điều khiển rồi. Và khoảng vài tháng, trong vòng vài tháng thì anh sẽ thả lại vào rừng. Anh bắt về ở đây 1 tháng rồi. Sau đó là anh điều khiển gì đó xong xuôi hết rồi. Kiểu như là sử dụng xong rồi các bạn. Sau đó anh thả vào trong rừng. Lý do vì sao thả về trong rừng, tại vì cái mang của nó nó không có bạch ra được nữa. Con rắn này đặc biệt là anh đã bẻ răng nanh rồi. Và anh bẻ răng nanh rồi thì anh thả vào rừng thì nó sống làm sao. Khi mà anh bẻ răng nanh này rồi, anh thả vào rừng thì răng nanh nó sẽ tự mọc ra lại. Nên là không vấn đề gì cả, hoàn toàn không có hại gì cả. Và anh vẫn thả vào rừng, anh không có giữ luôn. Ồ, rất là hay. You are very professional. Thank you. Yeah. Snack by you, it's okay. Jungle medicine. You have jungle medicine. 1 hour come there hospital. Snake bite for the 1 hour for the people there. Hay chưa? Tại vì mình biết những người như thế này, những người nuôi rắn và những người kiểu điều khiển rắn thì chắc chắn 99.9999% là họ có bài thuốc gia truyền. Những con rắn hổ mang này là cực độc luôn. Khi mà mình bị rắn hổ mang này cắn thì chỉ cần 1 giờ thôi mình sẽ chết, hoặc nếu thậm chí mình vào bệnh viện mình sẽ chết luôn. Nếu mà tại vì nếu bệnh viện cấp cứu không kịp mình sẽ chết luôn, nhưng mà có thuốc gia truyền, có thuốc của thuốc lá các bạn. Thuốc lá. Và những bài thuốc đó từ những cái thảo mộc này kia thôi, thì thuốc đó thì sẽ chữa trị rất là nhanh và chắc chắn là bớt. Nhìn mấy con rắn này ở ngoài rất là đã các bạn, kiểu rất là đẹp, sợ thiệt nhưng mà rất là đẹp. Với lại lúc mà anh điều khiển rắn nó cứ mù mũi nha. Mấy con rắn này là hoang dã nha các bạn, nó là trong tự nhiên thôi, kiểu như động vật hoang dã thôi. Bắt về sau đó là đi phục vụ biểu diễn các kiểu, sau đó thả lại vào rừng. So what's your name? I'm named Raju. 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 Nice to meet you. Thank you very much. You are very professional. Nếu các bạn muốn review gì nữa hãy để lại bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì chào các bạn.